Nhiều lúc tôi tự hỏi mình, điều gì đã khiến cho ký ức về những ngày tân sinh viên ám ảnh tôi đến thế? Phải chăng đó là sự tiếc nuối về một quãng đời vô tư, trong sáng và ngây ngô đã mất? Rời xa ba má bước chân vào giảng đường, hôm nay bắt đầu đời sinh viên mến thương. Nhìn ai cũng thấy ngơ ngơ nhà quê, giọng mày ở đâu nghe sao thật khó ghê. Vào ký túc xá chia phe ngồi đánh bài, ai thua bao một chầu cà phê sáng mai. Nhiều khi con gái thích ăn chè ghê, con trai hết tiền đạp loanh quanh rồi về. Chia nhau năm đứa ba tô mì tôm, ba ơi nhanh hơn gửi tiền còn sớm. Nghe tin mưa lũ dâng lên thật cao, ở nhà giờ ba má phải làm sao. Đi xa mới thấy nhớ thương nhiều hơn, đôi khi cô đơn thấy mình bỗng lớn. Yêu ai đêm cứ nhớ đôi hàng mi, giật mình là khi bước vào mùa thi. Xa ba má bước chân vào giảng đường, hôm nay bắt đầu đời sinh viên mến thương. Nhìn ai cũng thấy ngơ ngơ nhà quê, giọng mày ở đâu nghe sao thật khó ghê. Vào ký túc xá chia phe ngồi đánh bài, ai thua bao một chầu cà phê sáng mai. Nhiều khi con gái thích ăn chè ghê, con trai hết tiền đạp loanh quanh rồi về. Chia nhau năm đứa ba tô mì tôm, ba ơi nhanh hơn gửi tiền còn sớm. Nghe tin mưa lũ dâng lên thật cao, ở nhà giờ ba má phải làm sao. Đi xa mới thấy nhớ thương nhiều hơn, đôi khi cô đơn thấy mình bỗng lớn. Yêu ai đêm cứ nhớ đôi hàng mi, giật mình là khi bước vào mùa thi. Mai đây đâu nữa tháng năm mộng mơ, đi đâu nơi đâu ta hoài vẫn nhớ. Ghi trong ký ức tâm tư đầu tiên, là đời sinh viên hết tiền triền miên. Đôi khi ta ước mong như ngày xưa, vô tư đi chơi thêm vài ba đứa. Đêm khuya không có chi ăn buồn ghê, mình lại cùng nhau đánh bài cà phê.